em test phím cho mình ạ. Phím nào nó nhận thì nó sẽ hiện trắng ở trên màn hình chị nhé. Không phải số của em đâu mà em để là số thôi. 0989. Những cái phím này trên bàn phím nó sẽ không có nên nó sẽ không hiện ạ. Em test cam cho mình ạ. Cầm trước ạ. Cầm sau chị nhé. Em test mic ạ. Đây là mic thu lại ạ. À, test loa cho mình chị nhé. Loa con này khá là hay đấy ạ. Đây là ổ cứng của máy chị nhé, bộ nhớ 256 đấy ạ. Đây là cấu hình của máy ạ.